tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị truyện ngắn Áo Vải của tác giả nhà văn Nam Cao. Tác phẩm được phát hành tại Hà Nội năm 1945. Người đọc Thái Hoàng Phi. Bà Hoang Ký bảo xe đổ xuống. Xe Châu và Hải đi sau cũng đổ theo. Cả hai anh xe cùng có vẻ ngạc nhiên. Mắt họ nháo nhác tìm xem cái nhà nào ở chỗ này là nhà mà những người khách sang trọng của họ định vào. Chỉ vì ở quanh chỗ họ vừa đổ lại chẳng có cái nhà nào ra hồn cả. Toàn nhà tre lợp rạ. Không có lẽ ba mẹ con bà khách quần áo thế, cái vali đẹp thế mà không sao tìm nổi một nhà quen, lịch sự, hay ít ra rộng rãi và có vẻ hơn một chút. Phải chạy về một trong những cái nhà xoèn xoàng kia. Nhưng thế đấy, trong khi bà Hoang Ký trả tiền xe và hai chị em Châu cũng còn đang ngơ ngác nhìn xem chúng sẽ vào cái nhà nào, thì một người đàn bà nhà quê mặc một cái quần sòng bạc phết và một cái áo cánh nâu vá tứ tung, bỗng từ trong cái ngõ có một cái cọng tre chống lên bỏ xuống, liền ngay đấy đi ra. Người ấy ngước mắt nhìn và cuống quýt reo lên: "À, cô Ngọc, cô đã về. Lại cả Châu Hải nữa kia." Cái mặt màu đất sáng hẳn lên, hoạt động hẳn lên. Người ấy không một chút e lệ, chạy ngay lại nắm ngay lấy tay bà Hoang Ký. "Úi giời ơi, may quá, mấy hôm nay tôi cứ lo lắng mãi." Bà Hoang Ký cũng mừng rỡ, vồ vập biếu lấy vai người ấy, cười hễ hả: "Thế ư, sao mà lo, chị tưởng tôi chết bom rồi phải không? Sao ở nhà quê không báo động báo địa gì mà lớp này cũng xấu da thế này? Có ốm đau gì không?" "Chẳng ốm đau gì cả, nhưng đi vào nhà đã. Vali đâu, đưa tôi xách. Châu Hải đi trước đi các em, ông ấy không về à?" Người ấy vừa xách cái vali đi sau bà Hoang Ký vừa hỏi thế. Bà Hoang Ký bảo: "Nhà tôi bỏ công việc đấy mà về sao được." "Công việc thì công việc chứ, thân mình là trọng, người là vàng, của là ngãi. Giờ cho mấy với cô giàu có bạc vạn rồi, bây giờ có nghỉ buôn bán một vài năm cũng không phải đói kia mà. Tôi như cô thì tôi nhất định không cho ông ấy ở lại làm gì nữa. Tôi cũng đã bảo nhà tôi mãi, nhưng nhà tôi bảo để còn thu xếp. Nhà tôi có tránh thì cũng chỉ tránh vào một nơi nào gần đấy, để thỉnh thoảng còn đi lại." "Thôi tôi biết rồi, ông ấy sợ về đây nhà chật chội bẩn thỉu chứ gì. Từ thuở bé đến giờ ông ấy đã biết cái nhà tre như thế nào." "Không phải thế, tính nhà tôi còn dễ dãi hơn tôi. Vả lại nhà tôi chỉ quý người chứ không quý cái nhà. Nếu quý nhà cửa hơn người, nhà tôi đã chẳng cho tôi với các cháu về đây." "Tôi nói đùa thế đấy, chứ tôi biết tính ông ấy rồi. Nhưng giá ông ấy về thì tôi đưa ông ấy lên nhà cụ bá nhà tôi, chứ cũng chẳng dám mời ông ấy ở nhà." "Bẻ chuyện, anh ấy đi đâu rồi?" Một con chó nhách chạy ra quanh quách sủa. Một người đàn ông quần áo nâu rách chạy ra theo, chắp hai tay khúm núm chào: "Lạy bà ạ, chào cô, cậu." Bà Hoang Ký không bằng lòng: "Anh định đuổi chúng tôi đấy phải không? Chúng tôi đã sợ bơm, mẹ con dắt díu nhau về ở nhờ nhà anh chị đây là chỗ người nhà. Thế mà chưa chi anh đã phải dở cái giọng điệu ấy ra để đuổi chúng tôi. Anh tệ thật." Bà nói đùa như vậy, người đàn ông vẫn khúm núm cười ngượng nghịu: "Dạ bẩm bà dạy thế." Bà Hoang Ký lườm: "Ê đấy, thôi tôi đi bây giờ." Người vợ cười ngặt nghẽo: "Khổ quá, đã bảo cứ gọi bằng cô cũng được, khốn nổi trông cô như bà lớn thế." "Như bà gì, mặc kệ, chúng mình là chị em thì vẫn là chị em." Thực ra thì bà Hoang Ký bây giờ, tức là cô Ngọc ngày xưa, với vợ chồng anh Cu Thiêm đang tiếp rước bà, chẳng họ hàng gì, cũng không phải bạn bè. Một đằng là chủ, một đằng là người ở, nhưng chủ và người ở có chút tình nghĩa cũ. Nguyên do như thế này: cô Ngọc mồ côi từ thuở nhỏ, ở với người anh cùng cha khác mẹ. Anh và chị dâu ghét lắm,
cô Ngọc bị hắt hủi, bị đày đọa, bị đánh mắng, khổ hơn con ở. Lũ cháu cũng ghét cô, chỉ có con Sen thấy cô rất ngoan ngoãn mà bị ghét oan, thường tỏ ý thương hại và tìm lời an ủi. Nó lại giúp đỡ và che đậy cho cô nhiều bận. Những khi cô ốm đau, cả nhà không ai buồn nhìn rỗi, chỉ mình nó săn sóc trông nom. Một lần nó bỏ tiền túi lấy thuốc cho cô vì cô ốm nặng quá, nhưng nhất định cố gắng không xin chị dâu tiền uống thuốc vì không muốn nghe những lời chì chiết mỉa mai. Nó thức suốt đêm để đấm bóp cho cô, xoa dầu đổ thuốc, đánh gió hơ chườm, làm trăm hình trăm cách, cho tận đến lúc cô đã thấy yên yên. Nó làm cô cảm động quá, đến nỗi đã phải gục vào vai nó mà khóc hu hu, bảo: "Chị Sen ơi, nếu không có chị thì lần này em chết. Bệnh em không đủ làm em chết thì em cũng bực quá mà chết. Sao trời lại không cho em một người chị như chị nhỉ?" Một lần khác, lỡ tay đánh cháy một chỗ áo của chị dâu, cô sợ xanh xám mặt. Con Sen can đảm nhận cho và bị chủ chửi rủa một hồi, rồi lại còn dọa trừ một tháng công. Bởi thế mỗi lần con Sen về quê là cô Ngọc lại khóc đỏ cả mắt lên. Có Tết, biết cô ở lại bị lẻ loi, nó xin phép cho cô về quê nó ăn Tết cho vui. Cô đi về nhà nó luôn luôn, cô coi nó chẳng khác gì một người chị ruột. Năm 19 tuổi, cô Ngọc lấy chồng. Ông Hoàng Ký lúc bấy giờ mới chỉ là cậu Ký Hoàng, thư ký nhà buôn, và đã từng làm gia sư dạy lũ cháu cô Ngọc trong ngót một năm. Họ hiểu cái cảnh khổ sở của nhau và cùng có ý thương nhau. Bởi vậy tìm được một chỗ làm có thể tạm đủ cho hai người cùng sống một cách nghèo. Cậu Hoàng cả quyết xin với anh cô Ngọc cho cưới cô làm vợ. Họ cũng đã phải chịu chung sự túng bấn với nhau nhiều. Nhưng rồi nhờ được một người bạn giúp vốn, người chồng nhảy ra buôn. Thời vận đến, làm giàu chẳng bao năm. Ngoảnh đi ngoảnh lại, cậu Ký Hoang lủi thủi ngày xưa đã thành ông Hoang Ký, giàu bạc vạn. Bà Hoang Ký không vì thế mà quên chị Sen xưa. Bà viết thư bảo chị ra chơi. Bấy giờ chị cũng đã có chồng rồi và ở nhà quê. Bà giúp tiền nông cho tậu ruộng, tậu vườn. Mỗi lần đẻ bà lại gửi cho quần áo, cho thuốc, cho tiền. Những khi ốm đau hay có công việc phải tiêu hay bão gió, mất mùa, bà thường đỡ vực cho, khi ít khi nhiều. Chị đi lại với bà thân mật quá người có họ gần. Bởi quen miệng, chị vẫn gọi bà là cô Ngọc như xưa. Và khi Hải Phòng bị phi cơ dọa nạt, cần phải tản cư, bà Hoang Ký chẳng nghĩ đến một cái trang cái trại nào của một người chị em hay bạn bè giàu, lại nghĩ ngay đến người bạn nghèo hèn ấy. Bà bảo chị: "Lúc bình thì chúng tôi bận buôn bán, chẳng mấy khi rỗi mà về chơi với anh chị lâu lâu. Lớp này thì thật tha hồ, tôi sẽ ở hẳn nửa năm, anh chị có tìm được gạo không?" Chị Cụ Thiêm cười và bảo: "Tìm được, cô đã ăn khỏe lắm đấy mà phải dọa, chỉ sợ cơm nhà quê không nuốt được thôi. Cơm rau muống với tương, Châu với Hải có ăn được không hở các em?" Châu với Hải thẹn cười chẳng nói gì. Bà Hoang Ký bảo: "Chúng nó thì không cần phải hỏi, không ăn được cũng phải ăn. Tôi cho chúng nó về đây là để chúng nó nếm qua cái vị nhà quê, kẻo chúng nó quen ăn ngon mặc lành mãi, không biết rằng còn có những người ăn đói mặc rách, khổ sở như thế nào. Với lại cũng để cho chúng nó được gần gũi một ân nhân của mẹ chúng nó xưa. Một con mẹ nhà quê thì mặc áo vải suốt đời, nhưng còn đáng trọng bằng 10 kẻ mặc lụa là gấm vóc." Chết nổi, cô đừng nói thế mà các em chúng nó cười tôi đấy. Ngày xưa cái lần cô ốm nặng, bất quá tôi chỉ lấy cho cô độ 2 đồng bạc thuốc. Từ ngày đi ở riêng, cô cho tôi đến mấy trăm cái 2 đồng rồi. Không có cô thương thì làm gì vợ chồng nhà tôi được thế này. Thế mà chỉ có 2 đồng bạc thuốc từ đời nào cô còn kể mãi. 2 đồng bạc thuốc không đáng kể, nhưng lòng chị thương tôi hồi ấy thì không bao giờ tôi quên được. Chỉ có lòng mới đáp lại được lòng. 2 đồng bạc của chị hồi ấy, dẫu bây giờ tôi trả lại 1000 bạc cũng chưa thấm tháp. Ôi chào, tôi cho vay nợ lại mỗi tháng 500 phân cơ à. Người vay nợ nào cũng tử tế như cô thì những người cho vay nợ lãi mấy chốc mà giàu to. Cả hai người cười.
Anh cô Thiêm thấy bà khách giàu có mà biết quý người đến thế, khen thầm trong bụng mãi. Anh cũng cười. Giữa lúc ấy thì hai đứa con anh lóc thóc chạy về. Thấy nhà có khách, chúng nghiêm ngay mặt lại chắp tay chào. Bà Hoàng Ký tươi cười: "Ngoan lắm, vào cả đây các cháu. Châu, Hải, lấy quà bánh với đồ chơi ra cho hai anh nào." Tờ y, tờ y, tờ y ti, ti, ti. Thì ra là ti, ti thật. Anh cụ Thiêm tìm ra điều ấy, thích trí, cười sằng sặc. Anh đang nằm bò trên phảng học chấp vần. Hai đứa con anh thằng Thiêm thằng Thiếp chải chiếu ngồi ngay xuống đất, dùng cái phảng làm bàn, đặt vở lên tập viết. Chúng bắt đầu học trước anh đến 5-6 hôm, đã thừa biết chữ T, đọc là tờ, viết liền với chữ Y, và đọc hai chữ thật nhanh cho liền hẳn với nhau, thì hóa ra ti. Bởi thế nghe bố reo lên và cười gần vỡ cả nhà, chúng chỉ mỉm cười và vẫn chăm chuối viết. Anh cù trông chúng viết, rồi cũng bắt Hải dạy anh cầm bút để tập viết chữ T và chữ Y. Hải bảo anh hãy khoan lấy mực, cầm ngược cái bút, dùng đầu không có ngòi viết thử xuống phẳng cho quen tay đã. Anh vừa ngoái bút, vừa đọc theo lời Hải: "Đưa lên, sổ xuống, hất lên, chấm. Đưa lên, sổ xuống, hất lên, chấm. Thế là chữ Y, có phải không?" Và anh gật gù ngâm: "Y tờ có móc cả hai, y ngắn có chấm, tờ dài có ngang." Ngâm xong, anh lại rặn "a ha" như một cụ đồ. Chị Cu đang ngồi kéo bông với bà Hoàng Ký và Châu phải bật cười. Mọi người bật cười theo. Hải, ông thầy oắt con, cười tợn quá, suýt ngã lộn tung phèo từ trên phản xuống. Người ta lại càng buồn cười thêm: "Sao lại tờ y ti? Ngày xưa cô dạy tôi tê y ti kia mà." Chị Cu Thiêm hỏi bà Hoàng Ký thế. Bà Hoàng Ký bảo: "Đây là thằng Hải học được của cậu nó, cái lối dạy của hội truyền bá quốc ngữ. Học lối này mau biết lắm." Bà lại giảng cho chị hiểu hội truyền bá quốc ngữ là một hội thế nào, có mục đích gì, đã làm được những việc gì. Và bảo thêm rằng ông Hoàng Ký tuy bận việc rất nhiều nhưng vẫn cố bớt thì giờ là một giáo viên siêng năng của hội. Chị Cu thích lắm, chị ao ước có một hội như thế ở ngay làng mình. Về nhà quê được mấy hôm là bà Hoàng Ký bày trò ra cho mình và các con có việc ngay. Bà may cho hai con mỗi đứa hai bộ quần áo nâu, vừa để cho chúng đỡ cách biệt với hai đứa con nhà anh Cu Thiêm, và để cho bốn đứa trẻ dễ thân mật với nhau, vừa để cho chúng khỏi phải giữ gìn quần áo quá trong lúc chơi đùa cũng như khi tập những công việc nhà quê cùng với Thiêm và Thiếp. Thế rồi bà với Châu thì học xay thóc, giã gạo, dần sàn, kéo bông. Với chị Cu, Hải thì học làm vườn với anh Cu và hai đứa con anh. Những buổi trưa nắng quá không ra vườn được, Hải dạy ba bố con anh học. Mọi người đều có việc, Châu và Hải cũng phải quét sân nhà, xách nước, làm cơm, rửa bát như hai đứa trẻ kia. Chị Cu không muốn để cho Châu và Hải phải làm, nhưng bà nhất định không nghe. Bà bảo: "Có phải tôi muốn làm khổ chúng nó đâu. Tôi muốn chúng biết trọng sự làm việc và trọng những người làm việc. Còn tôi không thể như những con nhà giàu khác, không bao giờ chịu lắm tay và coi những việc quét nhà, thổi cơm, cuốc vườn, dệt vải là những việc hèn hạ, không xứng với bàn tay chúng." Chị Cu cười mà bảo: "Mà kể thì không xứng thật. Các cô các cậu ấy đi học, về sau làm những nghề danh giá, lương tháng hàng trăm, nói một tiếng ra tiền. Chứ cuốc vườn với kéo bông chỉ là những nghề mặt hàng, có cao công lắm như hồi này thì mới kiếm nổi mỗi ngày 5-7 hào hay đồng bạc. Giá trị của một nghề không phải ở chỗ kiếm ra nhiều tiền hay ít. Vả lại, biết thêm một nghề không phải là vô ích. Biết đâu chẳng có ngày dùng đến. Dù suốt đời chúng không phải dùng đến nữa, thì ít ra chúng cũng hiểu rằng có những người làm những nghề có ích hẳn hoi, mà khó nhọc, mà vất vả suốt ngày, nhưng chỉ được rất ít công. Chúng sẽ hiểu nỗi khổ cực, nỗi thiệt thòi của những nghề, của những người bị bạc đãi ấy.
chúng sẽ công bình hơn những kẻ chưa bao giờ chịu qua cảnh khổ của những người xung quanh. Anh cu còn đang nghẹo đầu, nghẹo cổ, méo xệch hẳn miệng đi để viết một cách vụng về và khó nhọc. Hải đang dạy một bài mới cho hai đứa con anh. Hai người đàn bà và Châu đang vừa kéo bông vừa nói chuyện, thì bỗng con chó con đang nằm ở ngoài sân, nhõm dậy, quanh quách sủa. Một người ngoảnh mặt ra, một anh con trai quần áo cánh trắng, mũ trắng, một gói bột nhật trình cấp nách, vừa xua chó vừa bước vào sân. Cháu đi nhờ hai bác qua lối này một chút, anh nói vọng vào nhà như vậy. Chị cu nhận ra anh. À, anh Hỷ, anh mới về đấy ư? Thế nào anh? Anh có vẻ ngần ngừ. Bà Hoan Ký khẽ hỏi chị cu. Anh ta đi làm ở đâu về đấy? Ở phòng, tức là Hải Phòng. Gọi anh ta vào đây đã, bà vội vàng bảo thế. Mặt bà hơi tái đi một chút. Chị cu gọi anh kia. Anh Hỷ, anh vào chơi đã, tôi hỏi cái này một chút. Anh vào chào khắp lượt, bao nhiêu mắt đổ dồn về anh cả. Bà Hoan Ký hấp tấp hỏi ngay. Anh ở phòng về có phải không? Ngoài ấy thế nào, có yên không? Nếu yên thì cháu đã chẳng về. Thế làm sao? Tiếng bà Hoan Ký đã run run. Mắt bà nhìn môi anh kia chồng chọc, và mặt bà nhợt nhạt. Anh kia bảo, hôm qua có ném bom. Ôi trời ơi, chết tôi rồi, chết tôi rồi, biết làm sao bây giờ? Bà cuống cuồng rối rít đứng lên khò khoảng, mê man như người giật mình tỉnh dậy giữa cơn mê. Chị cô Thiêm phải kéo bà ngồi xuống. Bà ôm mặt hu hu khóc. Trời ơi là trời, tôi biết làm sao bây giờ? Anh kia vội bảo ngay, ném bom nhưng chỉ hại có từng chỗ thôi, chứ có phải tan nát cả tỉnh đâu. Nhà bà ở phố nào? Tôi ở Hiệu Hoan Ký, ở ngay đầu phố. À thôi, Hiệu Hoan Ký thì tiêu mất rồi. Thế ra bà là bà Hoan Ký. Chẳng ai trả lời anh cả. Bà Hoan Ký và Châu gào khóc. Chị cu cuống quýt không biết làm sao cũng khóc. Anh cu ngơ ngác. Hai đứa con anh thần mặt. Hải cũng nước mắt ràn rụa, nhưng cố hét lên hỏi để anh kia nghe tiếng. Cậu tôi có chết không? Không biết, nhưng trước khi báo động tôi thấy ông vẫn có nhà. Bà Hoan Ký đứng phắt lên. Tôi phải đi ngay, tôi phải đi ngay, xem thế nào. Vợ chồng anh cu Thiêm hết sức can, nhưng vô ích. Bà mở vali lấy chút ít tiền, bà quăng chìa khóa gửi chị cu. Bà dặn qua loa hai con, nhờ vợ chồng anh cu coi sóc cho chúng, rồi bà đi ngay. Định tới tỉnh kịp chuyến tàu tối đi Hải Phòng, chị cu Thiêm can bà không được, phải theo bà ra đến tỉnh. Chị sợ trong lúc bà sảng sốt có thể xảy ra những sự không hay dọc đường. Đi câu với chúng tôi cho vui đi, chị Châu đi. Châu đang ngồi một mình dưới gốc cây bưởi, ngước mắt nhìn Thiêm và Thiếp, do dự một thoáng rồi dịu dàng từ chối. Các anh với em Hải đi đi, tôi hơi váng đầu. Hải đến áp một bàn tay lên trán chị. Sao chị không đi nằm? Chị ngồi đây cho thoáng, hơi khó chịu, đã đi nằm thì bệnh hay thành ra nặng. Em cứ đi câu với các anh ấy cho vui. Hải lẳng lặng nhìn chị một lúc, đã định ngồi lại chơi với chị, nhưng thấy nước mắt chực ứa ra, lại phải vội vàng đi với Thiêm và Thiếp. Chúng đi khỏi, Châu ngoảnh mặt đi lau nước mắt. Chị cu Thiêm ngồi trong nhà, khuất đằng sau bức mạnh mạnh, trông thấy đưa mắt ra hiệu với chồng. Hai vợ chồng cùng ái ngại lắc đầu. Nghĩ ngợi xa gần, nước mắt chị cu rơm rớm. Bà Hoan Ký đi mãi không về. Bà ra đi hôm trước thì có tin đồn ngay hôm sau Hải Phòng lại bị ném bom. Tuy chẳng dám nói ra, nhưng chị chắc đến chín phần rằng bà đã chết rồi. Không chết thì sao đi biền biệt thế? Dẫu bà có muốn ở lại, tất cũng phải có tin tức thư từ về. Có lý nào bà không hiểu rằng hai con và vợ chồng nhà chị sốt ruột trông mong bà. Chị chép miệng bảo thầm chồng, tội nghiệp quá, can mãi cô ấy cũng chẳng nghe, lặng yên thì chỉ chết một mình chồng. Thế này thì quá chết cả hai. Trông thấy con Châu thằng Hải lúc nào tôi lại bần cả người lúc ấy. Nghĩ thương chị em chúng nó quá. Chúng nó chỉ khóc thầm, khóc vụng suốt ngày. Tôi trông chúng nó gầy sòm hẳn đi. Hay là ta cho chúng nó xuống trường, chúng nó học, cho cả hai đứa trẻ nhà mình nữa. Hình như ở trường có cả những lớp học chữ Tây, có lẽ chị em nó học được. Đi học thế có bạn bè,
dần dần chúng sẽ khuây đi, để chúng nó khóc mãi thì chúng chết. Anh Cu chẳng nói gì. Anh nghĩ ngợi. Chỉ biết anh đang nghĩ ngợi về những số tiền sách vở, bút giấy sẽ phải bỏ ra. Chị bảo, có tốn một chút thì cũng đành phải chịu. Mắc cái xưa người ta ở với mình tử tế lắm. Mình mọc mũi sủi tâm lên được cũng là nhờ người ta. Vả lại người ta cũng còn tiền gửi tôi kia mà. Ấy thế là ngay sáng hôm sau, bốn đứa trẻ đã được ngày ngày cấp sách đến trường. Bà Hoang Ký vẫn chưa về. Cái sự bà chết đã thành một sự dĩ nhiên rồi, chẳng còn ngờ vực nữa. Mỗi lần gặp những người làm ăn ở những thành phố có báo động, mặt ngơ ngác hay buồn rười rượi về quê, Châu và Hải lại ngẩn ngơ. Nhưng rồi dần dần chúng cũng khuây đi. Cái đó cũng nhờ ở sự săn sóc tử tế của vợ chồng anh Cu Thiêm. Coi chúng chẳng khác gì con, và ở tình triều mến của Thiêm và Thiếp, coi chúng như anh em, chị em ruột thịt. Cả bốn người cùng cố sức an ủi chúng. Chúng không muốn phiền lòng họ, phải cố gượng làm vui. Đó cũng là một cái hay, cố dẹp những nỗi buồn của mình để can đảm mà sống, mà làm việc, mà giúp ích. Để khỏi làm buồn lây kẻ khác, khỏi làm kẻ khác phải thương mình. Như vậy kể cũng gan dạ lắm. Châu và Hải vẫn gắng sức làm những đứa trẻ con gan dạ. Mỗi lần thấy những chiếc máy bay bay ì ì qua ở trên đầu như những con chim đen quái gở liện tìm mồi, chúng không khỏi chua chát, nghĩ rằng cái tàu bay chế ra vốn để chở người ở bờ này tới bến kia, cho người đến với người dễ dàng hơn. Không ngờ lại đem dùng vào cái việc bắn giết, phá phách, để cho người với người thù ghét nhau. Tại sao như vậy? Trong khi ấy, ở nhà trường, thầy giáo vẫn bắt chúng chép vào trong vở tứ hải giai huynh đệ, và cắt nghĩa rằng người trong bốn bể đều là anh em cả. Đến bao giờ người bốn bể mới coi nhau đều là anh em? Trong khi đợi, Châu và Hải hãy cố yêu mến những người chung quanh. Chúng yêu vợ chồng bác Cu Thiêm, chúng yêu thằng Thiếp, thằng Thiêm, chúng yêu các bạn, chúng yêu thầy. Và chúng tìm thấy trong sự yêu mến ấy một nỗi vui trong trẻo, nó làm nhẹ lòng đau thương. Tháng ngày qua chúng ở với vợ chồng bác Cu thấm thoát đã được nửa năm. Thế là cả hai cậu mợ chúng đều được chúng coi là đành nhẹ chết rồi. Tuy chúng không để tang bề ngoài, nhưng từ lâu đã để tang ở trong lòng. Nhà chúng bây giờ là nhà bác Cu Thiêm. Cha mẹ chúng bây giờ là hai vợ chồng bác Cu Thiêm. Anh em chúng là hai đứa con bác Cu Thiêm. Và hai vợ chồng bác Cu Thiêm cũng đã coi sự ấy là nghiệp dĩ. Họ chắc chắn sẽ mãi mãi nuôi nấng, dạy dỗ và gây dựng cho chúng nó như cho chính những con của họ. Gánh gia đình khá nặng. Cũng may mà họ làm ăn mỗi ngày một khá hơn lên, khá rất mau. Cũng nhờ bởi ruộng nhà cấy hái đủ thóc ăn, hoa màu thì tăng giá ùm ùm. Nguyên một vụ giàu không, họ đã phất nổi bạc nghìn. Thế rồi nhân nhà có mấy xào dâu tốt, họ nuôi được mấy lứa tầm. Tầm đẹp lắm mà kén thì cao giá, họ cũng phát tài được hơn nghìn bạc vào chỗ ấy. Do thế tùy phải nuôi bốn đứa trẻ cho đi học, họ cũng không đến nỗi phải so rủi quá. Nhưng thật ra thì cũng chỉ tìm tiệm đủ mà thôi, chẳng có dư. Tiếng rằng bạc nghìn, nhưng bạc nghìn lúc này cũng chẳng to gì lắm. Song họ vốn nghèo mãi nên được thế đã mừng mừng. Mừng nhất là bốn đứa trẻ đều ngoan, chúng mến nhau, chúng học hành tấn tới. Ngoài giờ học, chúng lại chịu khó tập việc vườn, việc ruộng, việc tầm tơ, bông, sợi. Đang như vậy thì bỗng một hôm, cả nhà sửng sốt, ông Hoang Ký về. Châu và Hải không tin ở chính mắt chúng, há hốc mồm, đứng ngay ra một lúc, không động đậy. Rồi cả hai đứa cùng bám chặt lấy ông mà nức nở. Thì ra ông chưa chết, ông chỉ bị thương nặng, nhưng ông đã khỏi hẳn rồi. Ông lại như thường. Cơ nghiệp của ông chả còn gì, nhưng ồ, đó là một sự rất thường. Trời vật người ta ngã xuống thì người ta lại phải cố mà trỗi dậy và đứng vững mà tiến nữa. Ông không chịu thua số phận. Ông đã xoay sở ngay được một việc làm có nhiều hy vọng ở tương lai. Một hãng buôn ngoại quốc đã trao cho ông đứng tay mặt để điều đình và trông coi mọi việc buôn bán lớn. Ông sắp phải vào Nam. Bà Hoang Ký thì bị nạn thật rồi. Nhà chức trách đã báo tin cho ông biết. Ông nói cho mọi người biết qua loa như vậy. Thấy hai con đen đuổi và mặc quần nâu, áo vải, ông có ý thương.
Tuy vậy ông cũng tỏ lời cảm ơn vợ chồng bác cô thêm. Ông đãi họ cái vali và tất cả những quần áo, những vật trang sức của bà vợ ông để lại. Ông đãi họ cả số tiền của bà gửi họ mà họ đem ra toan trả lại ông. Rồi ông bảo hai con thu xếp để rồi ra tỉnh học. Được cái tỉnh nhà yên tĩnh, chẳng có gì đáng ngại. Vả lại chúng nó sẽ ở ngay nhà cậu mợ chúng nó để đi học với các anh, các chị. Cậu Tham nhà chúng nó chị cô cũng biết đấy nhỉ. Cậu Tham là anh cả nhà tôi ấy mà. Ông bảo thêm như vậy. Chị cô không thích cho hai đứa trẻ ở trong cái gia đình ngày xưa đã hành hạ người mẹ chúng, nhưng không dám nói ra. Chị chỉ lộ vẻ buồn rầu. Chẳng riêng gì chị, anh cu và hai con cũng buồn rầu, nhất là Thiêm và Thiếp. Chúng cứ xoắn tít lấy Châu và Hải như không nỡ rời nhau. Và khi Châu và Hải cùng ông Hoang Ký ra đi, cả nhà anh cu Thiêm phải khóc. Chị em Châu cũng khóc. Chị cu cho chúng mỗi đứa một đồng bạc để ăn quà, và vừa khóc vừa bảo chúng: Thôi các em đi, chịu khó mà học nhé. Ở tỉnh nhà thì được cái cũng gần, khi nào rảnh chị sẽ ra thăm. Châu vừa chùi nước mắt vừa bảo: Khi nào bác có ra thì bác cho cả các anh ấy ra chơi nhé. Hải dặn thêm Thiêm và Thiếp: Nhớ theo bác ra chơi nhé. Xin phép thầy và chào các bạn hộ chúng tôi với nhé. Và chúng đi. Mới đầu người phu trạm có dịp ghé vào nhà bác cô Thiêm luôn. Hải và Châu rất năng viết thư về. Chúng nói chúng nhớ hai bác, nhớ hai anh, nhớ trường học cũ, nhớ thầy và các bạn. Chúng tiếc một đời êm đềm giản dị, mộc mạc, với những người quần nâu, áo vải thật thà, đã yêu thương chúng như con, như em. Chúng phàn nàn rằng các anh, các chị, con nhà cậu chúng không được hiền lành, thẳng thắn, tốt bụng như Thiêm và Thiếp. Họ hay chế giễu chúng và ghen ghét lẫn nhau. Họ quý kẹo bánh, đồ chơi, quần áo, xiếc, cinema hơn là sự hòa hảo và lòng yêu nhau. Nhưng rồi những bức thư cũng thưa dần, giọng thư cũng đổi dần dần. Chúng không phàn nàn nữa. Chúng đã bắt đầu nói đến những chuyện đi xem hát, đi xem chớp bóng. Chúng đã tị nạnh với các anh, các chị. Người thì có xe đạp, người thì có máy chụp ảnh, người thì có ống nhòm. Và chúng đã khoe vừa viết thư cho cậu chúng ở Sài Gòn, xin tiền sắm cái này, cái nọ, không chịu kém các anh, các chị. Một lần Hải khuyên Thiêm và Thiếp nên cố xin cha mẹ cho ra tỉnh học, bởi vì ở nhà quê mãi lù đù và ông giáo trường làng kém lắm, nói tiếng Pháp chưa đúng giọng. Châu và Hải bây giờ giọng Tây ghê lắm nha. Ông giáo của Thiêm và Thiếp nghe Châu và Hải đọc recitation bây giờ chắc phải phục. Hải viết trong thư như vậy. Sau cùng thì Châu và Hải chẳng có thư từ gì nữa. Chúng như quên hẳn những bậc ân nhân và những bạn quê mùa của chúng. Những kẻ ấy trái lại vẫn nhắc đến chúng luôn trong những câu chuyện vui vẻ sau những bữa cơm chiều. Họ không nghi ngờ một chút nào. Họ chỉ cho rằng chúng bận học nhiều hơn nên vắng thư hơn trước. Sau những ngày mùa bận rộn, một hôm thóc đã vào cót cả rồi, rơm rạ cũng đã phơi phóng, đánh đóng xong. Người đàn bà bảo hai đứa con rằng: Chúng mày viết thư bảo Châu và Hải đến nghỉ hè thì về chơi một vài tuần. Thiêm và Thiếp viết thư đi nhưng không thấy trả lời. Chúng gửi một bức thư thứ hai nhưng Châu và Hải vẫn bặt tin. Không có lẽ mất luôn đến hai thư? Châu và Hải không ở chỗ cũ nữa chăng? Chúng ốm chăng? Ông cậu bà mợ hay các anh các chị nhận được thư bóc ra xem trộm rồi xé đi, không đưa cho chúng chăng? Chúng không có tiền mua tem trả lời chăng? Chúng khổ sở chăng? Cả nhà mỗi người đoán một cách, nhưng đại khái người nào cũng lấy làm sốt ruột về Hải và Châu. Bà Thiêm gái lo lắng bảo chồng: Hay là thầy em thử ra tỉnh tìm đến chỗ chúng nó ở, xem chúng nó có mạnh khỏe không. Hôm nay chắc chúng nó được nghỉ rồi, nếu chúng nó không bận gì thì đón chúng nó về chơi ít ngày. Bác Thiêm dài vốn ít ra tỉnh thành, có ý ngại đi. Thì bu em sẵn quen thuộc, đi đi, có hơn không? Thôi quen cho nên mới không đi. Trước kia tôi làm con sen ở đấy, bà Tham vốn ghét tôi chẳng đến đây làm gì. Và lại tôi đến chắc con Châu thằng Hải thẹn. Bác dài đành đi vậy. Nhưng nể vợ và cũng nóng biết hai đứa trẻ mạnh yếu thế nào, nên bác phải đi
chứ thật ra thì bác ngại ngại thế nào ấy. Đến nhà một ông tham mà mình thì quần nâu áo vải, quê mùa cục mịch. Bác bảo Thiêm cùng đi với bác cho vui. Thiêm thích lắm, nó chỉ nghĩ đến cái sướng được xem phố xá và được gặp Châu và Hải. Nó chắc thế nào Châu và Hải cũng dẫn nó đi chơi, xem chỗ nọ chỗ kia. Biết đâu chúng lại chẳng cho nó đi ăn cao lâu, đi xem xiếc, xem hát, xem chớp bóng. Nếu chúng nó có tiền thì sự ấy đã hẳn đi rồi. Châu và Hải có bao giờ tiếc nó gì và sẽ hết sức làm cho nó được hưởng, được biết qua thật nhiều thứ trong cái ngày đầu tiên nó ra chơi tỉnh. Nếu chúng không sẵn tiền thì cũng chẳng sao, nó sẽ bảo chúng đưa nó đi xem bến tàu thủy, nhà ga, các nhà máy, vườn hoa, cũng đủ rồi. Vả lại chỉ được trông thấy nhau, ngồi với nhau, nói chuyện với nhau cũng đã hả lắm. Cậu bé nhà quê thấy lòng mừng phơi phới. Thiếp tuy cũng muốn đi nhưng không được đi, cũng chẳng lộ vẻ gì buồn. Người ta đã hứa sẽ cho nó đi vào một dịp sau. Vả lại Châu và Hải sắp về, nó còn cần gì nữa. Gọi thợ cạo vào nhà, húi đầu, rồi gọi, rồi tắm, rồi sửa soạn quà bánh, bận rộn suốt cả một buổi chiều hôm trước. Sáng sớm hôm sau, hai cha con mới ra đi. Bố mặc cái quần vải ta trắng nhất, vẫn để dành để mặc vào ngày giỗ Tết hay đình đám, hội hè. Một cái áo cánh nái nhuộm nâu, chiếc khăn lược, và thắt một cái thắt lưng điều, như những khi đi rước kiệu thần. Cái áo lương trùng, không mặc vào, chỉ khoác một bên vai, có lẽ để đi cho được gọn gàng. Một tay bác cầm ô, còn một tay bác xách một sâu khoai lang, toàn những củ to nhất, ngon nhất, để cho Châu và Hải luộc hay ăn sống. Hồi còn ở nhà quê chúng vẫn thích khoai lang lắm. Con mặc quần, áo cánh vải ta, đội mũ trắng cũ. Nó cũng có một ít quà gì bọc trong cái khăn tay mà nó cũ rũ giấu mọi người. Đó là mấy quả khế ngọt mua của một nhà hàng xóm. Hồi Châu và Hải còn ở nhà, bốn đứa vẫn sang mua ăn vụng. Tuy thầy bu chúng cấm không cho ăn vì sợ nóng. Ở tỉnh hẳn là hiếm những củ này, Châu và Hải vớ được chắc ăn ngốn ngấu, Thiêm nghĩ vậy. Hai cha con đi bộ lại lúng túng tìm nhà mãi nên quá một giờ mới tới nơi. Nhà đóng cửa, tuy có tiếng người cười nói ở nhà trong nhưng họ cũng không dám gọi. Biết tên đứa ở nhà người ta là gì mà gọi. Thiêm bàn cứ gọi Châu và Hải, nhưng người cha quá cẩn thận không nghe. Sau cùng họ rụt rè gọi anh Bồi, nhưng gọi mãi cũng chẳng có anh Bồi nào ra cả. Một người đi qua trông thấy thế, làm phúc chỉ cho bác cu cái bấm chuông trờ trờ ngay trước mũi bác. Bác lóng ngóng không biết bấm thế nào, người ta phải bấm giùm. Một lúc sau có người ra mở cửa. Thằng xe nhà ông Tham nhìn bố con bác nhà quê từ đầu đến chân một lúc rồi khẽ hất hàm. Hỏi gì? Bác cu khúm núm. Tôi hỏi cậu thế này không phải. Đây có phải nhà quan Tham? Hỏi gì? Cô Châu với cậu Hải cùng ở đây à? Phải, hỏi gì? Bác cù nhẹ hẳn người. Bác quay lại bảo con: ta vào. Nhưng bác vừa chực bước lên cái bậc cửa thì thằng xe đưa một tay lên ngực bác, khẽ đẩy ra, cau mặt gắt: đi đâu? Hỏi gì không nói, cứ lững lững chực vào. Anh là ông gì thế? Có gì đâu, chỉ vì trong nhà bà Tham với mấy bà khách đang đánh tổ tôm nên anh xe được lệnh canh cửa kỹ, tùy từng người mới cho vào. Anh xe thấy nhà quê nên ăn nói sổ sàng, không ngờ bác nhà quê lù đù thì lù đù thật, nhưng cũng không chịu nhục. Bác cự lại anh xe, hai người to tiếng. Mấy đứa con nhỏ bà Tham chạy ra cũng sâu sâu mắng bác cu. Bác tức quá đỏ bừng mặt bảo: tôi không đến nhà các cô các cậu ăn trộm hay ăn cướp, tôi cũng chẳng ăn mày. Tôi chỉ muốn gặp con Châu với thằng Hải, tôi nhờ gọi chúng nó giúp tôi. Mặc xác nha anh, chúng tôi không rỗi. Không rỗi thì thôi, tôi làm gì mà mắng tôi. Cố nhiên là Châu và Hải ở trong nhà phải nghe thấy tiếng cãi nhau, chúng đã chực chạy ra. Nhưng vừa đến chỗ cửa ra nhà ngoài, trông thấy bác cu chúng lại thụt vào. Bà Tham đang dở ván bài thè thé mắng: Châu, Hải, chúng mày nợ tiền nợ gạo gì của nó mà để nó đến cửa nhà tao làm ôm lên vậy. Châu và Hải đành phải chạy ra, mặt chúng đỏ như một cái vỏ cam. Bố con bác cu thì mừng rỡ như những kẻ đang bị bắt nạt, gặp người nhà. Họ chắc mẩm thế nào Châu và Hải cũng bênh. Không ngờ Châu cũng cau mặt gắt.
Sao lại làm ôm lên thế? Bác phân trần. Nó chưa nghe xong đã ngắt lời bác hỏi. Bác ra có việc gì? Chẳng có việc gì, đến thăm các em xem các em có khỏe mạnh không, với lại xem các em có rỗi thì về chơi, nhân tiện cho thằng Thiêm đi xem phố. Châu nhìn lơ đãng đi đâu đi đâu, trong khi bác nói. Hải thì cắm mặt nhìn xuống đất. Chúng có vẻ ngượng nghịu với thằng xe và lũ con bà Tham đang lườm nguýt bác. Và Châu bảo, chúng tôi bận lắm. Mắt nó vẫn nhìn đi như chán nói chuyện lắm rồi. Bây giờ bác mới bắt đầu hiểu lòng dạ nó. Bác ngẩng mặt ra nhìn nó một lúc như không tin rằng nó có thể tồi như vậy. Rồi bác đưa sâu khoai cho nó. Nhà quê chẳng có gì, đem cho các em mấy củ khoai. Các anh các chị nó cười mũi hoặc biểu môi, mặt nó đỏ thêm. Nó lắc đầu. Tôi chả lấy đâu, ở đây chẳng ai ăn. Vả lại có muốn ăn thì mua mấy củ người ta luộc sẵn đem đi bán thiếu gì. Phải vạ mà mang ra cho nặng. Bác cu sầm mặt. Bây giờ thì bác hiểu thật rồi. Bác nghẹn ngào. Giữa lúc ấy thì hai cô bạn Châu đi tới, cười cười nói nói. Châu chạy ra nắm lấy họ, mừng rỡ lắm. Đi đâu đấy? Đi cine 2 giờ, có đi không? Có chứ, đang định đi với Hải. Và Châu quay vào gật đầu gọi Hải. Đi chứ, mày. Chân chông đấy à? Hải cười sung sướng như thoát nạn. Nó lý nhí bảo bác cu. Chúng tôi đi nhé. Và chúng đi. Trên đường về, hai cha con bác cu đi lủi thủi, lặng lẽ. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Họ như thẹn lẫn với nhau. Thiêm vẫn mân mê bọc khế ở trong tay, bỗng khóc lên. Bác cu ngoảnh lại nhìn con, cũng rơm rớm nước mắt, nhưng lại làm ra vẻ bực mình, mắng nó. Thừa nước mắt, việc quái gì mà phải khóc. Những quần trắng mắt ấy rồi được thấy ngày đấy. Giờ có mù đâu mà phải lo. Trời muốn phạt hai đứa trẻ bồi bạc ấy thật đó ư? Tác giả không tin như vậy. Bởi vì nếu có một ông trời, thì tất nhiên ông trời ấy phải đại lượng, phải nhân từ, phải giàu lòng yêu thương và tha thứ. Có lý nào ông nỡ bắt Châu và Hải phải chịu một hình phạt quá nặng nề như cái tai nạn vừa xa vào đời chúng? Có lẽ đây chỉ là sự tình cờ, nhưng những việc tình cờ ở trên đời nhiều khi cũng dạy chúng ta được nhiều điều lắm. Đột nhiên người ta nhận được tin ông Hoan Ký chết. Cái tin cố nhiên là sét đánh ngang tai đối với hai đứa con đáng thương của ông rồi. Nhưng nó lại còn sét đánh ngang tai đối với cả vợ chồng nhà ông Tham nữa. Bởi vì quá tin vào cái tài buôn bán của ông Hoan, ông bà Tham đã trao cho em rể một số vốn khá to để mưu tính việc buôn, đi kèm với việc ông Hoan làm cho hãng thuê ông. Ông Hoan chết, số tiền kia chẳng còn biết mấu cứ vào đâu. Ông Tham vời đi mất một nửa cơ nghiệp của ông rồi. Cố nhiên là ông đau xót lắm. Bà Tham chẳng những chỉ đau xót mà thôi, bà còn giận cay giận đắng ông Hoan nữa. Bà cho ông là lừa lọc, nhưng mà giận ông thì cũng chẳng làm gì được ông, bởi vì ông đã chết rồi. Bà bèn trút giận vào đầu hai đứa con ông còn sống, mà lại ở ngay trong nhà bà đấy. Bà kể lể, bà nhiếc mắng, bà chửi rủa. Bà bảo chúng rằng bà không thể nuôi báo cô chúng mãi, sau khi bố chúng đã ăn không của bà 7.000 đồng. Chúng đi đâu mà ăn, mà ở được thì phải liệu mà đi đi. Bây giờ chúng mới lại nghĩ đến vợ chồng bác cu Thiêm. Chúng hối hận biết bao, nhưng mà hối hận thì sự cũng đã rồi. Tốt hơn là can đảm mà chịu lấy cảnh cơ nhỡ mới. Không còn mặt mũi nào trở về cái gia đình quê mùa đã nuôi nấng chúng mấy tháng trời. Châu xin vào kéo bông cho một xưởng dệt bông ta ở ngoại ô. Nó là một ngày được một lạng bông, người ta trả 1 đồng. Hải cũng xin vào tập kéo. Mấy hôm đầu chưa có công và phải ăn vào tiền của chị. Chúng đi ăn cơm hàng ở những hàng cơm ngoài hè và xin ngủ nhờ ngay chỗ làm. Người ta cho chúng một cái chiếu cũ trải ngay xuống đất. Ba Thiêm gái nghe đồn rằng ở ngay lối vào tỉnh có một xưởng dệt thường trao bông cho người ta lĩnh về, kéo thuê. Một hôm cũng tìm đến, định hỏi xem giá cả thế nào. Bà chủ dẫn bác vào tận chỗ thợ làm để bác xem kỹ những mẫu bông, mẫu sợi. Bác bỗng để ý đến hai chị em một con bé đang cấm cúi làm. Chúng khác hẳn những người lớn, trẻ con ở chung quanh. Quần áo chúng lành lặn, bằng những thứ vải đắt tiền nhưng đã bẩn rồi.
Mặt chúng, chân tay chúng trắng trẻo, non nớt, nhưng lại đầy vết mũi đốt, chi chít như mụn sợi. Sao trông chúng giống châu và hải thế? Bác cô thiêm nhìn mãi, càng nhìn càng giống. Nhưng có lẽ nào châu và hải lại ở đây? Có lẽ nào chúng tiều tụy đến thế kia? Vừa hôm nào chúng còn như những cậu ấm cô chiêu, làm bộ đến nỗi bác thiêm dai và thiêm về đến nhà còn tức. Bác cứ lẩn quẩn nghĩ thầm như vậy. Mắt bác vẫn không rời hai đứa trẻ. Bỗng con chị ngẩng mặt lên, nhìn thấy bác, đôi mắt nó sáng lên một cái, rồi luống cuống vội vàng nhìn xuống. Có lý nào, nhưng mà mặt nó cứ dần dần đỏ. Thằng em cũng ngẩng mặt lên và há hốc miệng ra một cái, nhưng lại bẽn lẽn cúi đầu. Không còn ngờ gì nữa, người đàn bà nhà quê tiến lại gần. Châu, Hải. Châu và Hải ngập ngừng một chút rồi đành phải ngẩng mặt lên. Chúng nhìn bác như những cậu học trò có lỗi nhìn thầy giáo. Và đột nhiên chúng ôm mặt hu hu khóc. Bác cụ thiềm dịu dàng ngồi xuống. Bác nghẹn ngào hỏi chúng: Sao thế hở các em? Châu chỉ khóc rưng rức lắc đầu. Hải cũng không nói được. Bác xin phép bà chủ dắt chúng đi. Bác cho chúng nó ăn quà. Bác dắt chúng lại một gốc cây ngồi. Và chúng đã dần dần kể lại tất cả cho bác biết. Khốn nạn các em tôi quá, bác kêu lên thế. Sao các em không về nhà bác? Chúng cúi đầu chẳng nói sao. Bác làm ra vẻ quở mắng: Các em tệ lắm. Mợ các em trước ở với bác thế nào, bác ở với các em thế nào mà các em nỡ giận bác thế? Không, chúng cháu có dám giận đâu. Hai bác và các anh chẳng để lòng giận chúng cháu thì thôi. Châu bảo vậy. Bác nói hắt đi: Sao lại giận? Không, bác trai với thằng Thiêm thằng Thiếp vẫn nhắc đến Châu Hải luôn luôn. Họ đang mong Châu Hải về. Các em có còn gì ở đằng xưởng dệt không? Còn quần áo. Thế thì chúng ta cùng lại. Các em hỏi chủ xin quần áo lại. Bác nhận một ít bông, rồi bác thuê xe cho các em về. Muốn kéo bông thì các em về nhà ta mà kéo chẳng hơn ư. Về nhà cho vui. Con người ấy thật có tài tha thứ. Bác tha thứ một cách dễ dàng và tự nhiên như trời bức, ngồi gốc cây, quạt và ăn một muối bưởi cho đỡ khát. Chỉ một lúc, Châu và Hải đã thấy lòng nhẹ nhõm, như chưa tệ bạc với bác thiêm trai bao giờ. Hết chuyện.